Chào mừng các em đến với kênh YouTube VN Kids TV. Đây là kênh YouTube dành cho trẻ em. Video này chúng ta sẽ luyện tập một số bài toán cộng trừ trong phạm vi 10 của chương trình toán lớp 1. Mỗi bài toán được minh họa bằng những hình ảnh rất trực quan. Chúng ta xét một số bài toán sau đây. Bài đầu tiên. 1 2 3 có 3 bạn học sinh. Thêm vào 2 bạn nữa, 1, 2. Như vậy chúng ta cộng thêm 2 bạn. Tất cả có bao nhiêu bạn học sinh? Mời các em cùng đếm. Đầu tiên, ở đây là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, 3 cộng 2 bằng 5. Ta có thể viết lại bài toán dưới dạng cột như sau. 3 cộng 2 bằng 5. Như vậy bài toán cộng tức là bài toán thêm vào. Ban đầu có một số lượng nào đó, các em thêm vào một số lượng khác thì chúng ta sẽ thực hiện bài toán cộng. Ta xét bài toán tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 học sinh. Thêm vào 1, 2, 3. Thêm vào thì chúng ta thực hiện phép tính cộng. Tức là 5 cộng với mấy? Cộng với 3. Ta được là bao nhiêu? Các em cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy 5 cộng với 3 bằng bao nhiêu? Bằng 8. Ta có thể viết bài toán này dưới dạng cột như sau. 5 cộng với 3 thì được 8. Ta chuyển sang bài toán tiếp theo. Có một số con ếch trên lá bèo như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 con ếch trên lá bèo. Sau đó, có 2 con ếch nhảy ra. Thì ta làm phép tính gì? Khi bớt đi, ban đầu chúng ta có 8 con ếch. Và bớt đi 2 con, chúng ta thực hiện phép tính trừ. Tức là 8 trừ 2. Còn lại bao nhiêu? Mời các em cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy 8 trừ đi 2. Còn lại là bao nhiêu? Là 6. Và chúng ta cũng có thể viết lại bài toán dưới dạng cột. 8 trừ 2 bằng 6. Bài toán tiếp theo. 1 con S. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 con S trên lá bèo. Bây giờ thêm vào một số con S như sau. 1, 2, 3. Chúng ta làm phép tính gì đây? Đầu tiên là có 7 con, sau đó có 3 con nhảy lên nữa. Tức là thêm vào chúng ta thực hiện phép tính cộng. Tức là 7 cộng với 3 bằng bao nhiêu? Mời các em cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là 7 cộng với 3 bằng bao nhiêu? Bằng 10. Và ta cũng có thể viết lại bài toán dưới dạng cột như sau. 7 cộng với 3 bằng 10. Bài toán tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
có 10 con Aston Label. Bây giờ nhảy ra ngoài 4 con ếch. Như vậy trên lá bèo còn lại bao nhiêu con ếch? Khi nhảy ra tức là chúng ta bớt đi. Ban đầu thì có 10 con ếch, sau đó nhảy ra 4 con, cho nên chúng ta thực hiện phép tính. Phép tính gì? Phép tính trừ. Trừ đi 4 con, còn lại là bao nhiêu con ếch trên lá bèo? Mời các em cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, như vậy 10, trừ đi 4, bằng bao nhiêu? Bằng 6. Và chúng ta có thể viết lại bài toán dưới dạng cột như sau. 10 trừ 4, còn 6. Mời phụ huynh và các em nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi việc đăng tải các video tiếp theo. Công Linh chào các em.